Sáng ngày 4 tháng 10, tại hội trường tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc với sự tham dự của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79.250 hội viên thanh niên tỉnh An Giang. Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng đến dự. Nhiệm kỳ 2019-2024, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 8 đã được các cấp bộ hội triển khai đồng bộ, toàn diện với hình thức đa dạng phong phú, đem lại kết quả thiết thực. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội và cán bộ hội tiếp tục được quan tâm triển khai với nhiều đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 79.252 hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội và câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. 16.813 hội viên ưu tú được kết nạp vào tổ chức đoàn. Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng đã được các cấp hội tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động chương trình tình nguyện, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần cùng cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Các cấp hội đã triển khai thực hiện 8.965 công trình phân việc thanh niên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, thu hút 20.980 hội viên thanh niên tham gia. Đại hội đã thông qua đề án và hiệp thương 37 quỹ viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương anh Đỗ Minh Sang giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, tổ chức hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương 11 ủy viên ban thư ký, 4 phó chủ tịch, 5 ủy viên ban kiểm tra. Hiệp thương trưởng ban và phó ban kiểm tra Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 10 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu đề nghị nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị phong trào để thanh niên hiểu, tích cực tham gia nâng cao chất lượng phong trào, tận dụng tối đa công nghệ trong công tác tổ chức, triển khai phong trào, đa dạng hóa các hình thức kết nối cơ quan doanh nghiệp và xã hội để cùng lan tỏa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng thời chú trọng và quyết tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động trong công tác hội, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Bên cạnh đó, nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên, kiên trì và quyết tâm thực hiện sứ mệnh đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên và xây dựng hội vững mạnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương và khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể hội viên thanh niên và các cấp hội liên hiệp thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, mong muốn nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, xây dựng hoài bão khát vọng và cống hiến, mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, nâng cao nhận thức, lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, lối sống văn hóa. Đồng thời tăng cường xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội các cấp
nhất là cơ sở, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh An Giang bám sát các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang để tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, chương trình thanh niên bằng công việc cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên, nhất là đời sống văn hóa, việc làm và thu nhập. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tin tưởng, giao nhiệm vụ để các cấp bộ đoàn, hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện cơ hội để thanh niên An Giang cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.